Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Tiên Nghịch tập 115. Một cuộc đối đầu căng thẳng diễn ra giữa tù sĩ Triệu Quốc và một người thuộc tộc Tiên Di. Người Tiên Di tộc triệu hồi các phù long tấn công vào tượng gỗ, biểu tượng và niềm hy vọng của Triệu Quốc. Tuy nhiên, tượng gỗ phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chặn đứng phần lớn phù long khiến các tù sĩ Triệu Quốc phấn kích. Người Tiên Di tộc coi thường sức mạnh của tượng gỗ, tiếp tục ra tay, phá vỡ phòng thủ của nó và chiếm lấy tượng. Sau khi nắm được tượng gỗ trong tay, hắn ngạo nghễ tuyên bố sẽ biến Triệu Quốc thành nước phụ thuộc của Tiên Di tộc. Đúng lúc này, Vương Lâm và Vương Trác bất ngờ xuất hiện, khiến người của Tiên Di tộc kinh ngạc và không nhận ra sự có mặt của bọn họ. Các tu sĩ Triệu Quốc nhanh chóng nhận ra Vương Lâm, người họ gọi là Thủy Tổ, và đồng loạt hô vang tên của Vương Lâm trong niềm hưng phấn. Người của Tiên Di tộc vốn coi thường ban đầu, giờ đã sợ hãi trước sức mạnh của Vương Lâm. Vương Lâm bình thản yêu cầu kẻ kia trả lại tượng gỗ của mình, thể hiện quyền lực vượt trội. Khí chất áp đảo của Vương Lâm được thể hiện rõ ràng. Khi người Tiên Di tộc cố tình cài bẫy bằng cách kích hoạt phù chú ở trên tượng gỗ, Vương Lâm dễ dàng hóa giải đòn tấn công và thậm chí nén lại sức mạnh thành một khối cầu nhỏ. Điều này khiến đối thủ hoảng sợ, tưởng rằng Vương Lâm chính là tu sĩ anh biến kỳ, một cảnh giới vượt trội. Nhận thức được mình không có cơ hội chiến thắng, người Tiên Di tộc lập tức bỏ chạy. Thế nhưng mà Vương Lâm không để hắn thoát, với một cử động nhẹ nhàng và uy lực, Vương Lâm tạo ra một quang quyển bao vây, không chỉ ngăn cản đường lui mà còn nghiền nát đối thủ thành cát bụi, tiêu diệt hoàn toàn mà không cần dùng đến pháp bảo. Vương Lâm cũng nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của người Tiên Di tộc về hiệp ước giữa Chu Tước Tử và Tiên Di tộc. Cùng với nhân vật Kiền Phong đầy bí ẩn, điều này khiến Vương Lâm trở nên trầm ngâm, đặt dấu hỏi về những âm mưu và toan tính đang diễn ra trong bóng tối. Với sức mạnh đã vượt ngưỡng hóa thần và chuẩn bị tiến lên anh biến kỳ, Vương Lâm hiện đang bước vào một giai đoạn đầy thách thức và mưu đồ, nơi mà các thế lực lớn đang ngấm ngầm hoạt động. Một cảnh tượng xúc động khi mà Vương Lâm trở về Triệu Quốc, nơi gắn liền với quá khứ và cội nguồn của mình. Tất cả tu sĩ của Thiên Đạo Tông bao gồm cả lão già Trần Phong Khiếu thể hiện sự tôn kính và kính trọng tuyệt đối với Vương Lâm, gọi Vương Lâm là Thủy Tổ. Dù Vương Lâm từ chối danh xưng này, trong lòng mọi người Vương Lâm vẫn là biểu tượng sống của nền tu tiên tại Triệu Quốc, một người có ảnh hưởng sâu rộng. Sau khi giảng đạo cho các tu sĩ kết đan kỳ và chỉ dẫn cho mọi người ở Nguyên Anh kỳ, Vương Lâm rời đi, thế nhưng vẫn để lại cho Thiên Đạo Tông một trận pháp bảo vệ đủ mạnh để chống lại các tu sĩ hóa thần kỳ. Đây chính là món quà và lời tạm biệt của Vương Lâm dành cho quê hương. Cảm giác tang thương và nặng lòng của Vương Lâm càng được thể hiện khi mà Vương Lâm đến thăm hậu nhân của Vương gia, cảm nhận về sự trôi chảy của thời gian và những kỷ niệm đã qua. Cuối cùng, Vương Lâm đến Hằng Nhạc phái nơi bắt đầu hành trình tu tiên của mình. Địa điểm này giờ đã hoang tàn, chỉ còn lại dấu vết của thời gian và một bộ hài cốt của người tu sĩ cũ. Sự thảm thương của Hằng Nhạc phái khiến Vương Lâm càng thêm xúc động, và qua hàng chữ để lại, người tu sĩ đã qua đời cảm thấy thẹn với tổ tiên vì không thể nào duy trì được môn phái. Tại đây, Vương Lâm tìm thấy ngọc giản của người đã quá cố, với lời tự sự về một cuộc đời thất bại trong việc tu luyện kiếm pháp, thế nhưng vẫn đang theo niềm đam mê mãnh liệt với kiếm đạo. Người đó không thể nào điều khiển kiếm bằng thần thức và cảm thấy thẹn với ân sư. Điều này tạo nên một cảm giác bi ai và tiếc nuối cho cuộc đời của người đã khuất. Lão nhân ở Hằng Nhạc phái, người đã sống gần suốt đời trong hành trình theo đuổi mục tiêu đúc ra thanh kiếm từ giấc mộng. Trong giấc mộng, ông thấy mình trở thành một kiếm hồn quét ngang cửu châu, vươn lên như một tôn sư trong kiếm đạo. Mặc dù đã cố gắng đúc ra nhiều thanh kiếm, thế nhưng mà không thanh nào mang lại cảm giác như trong giấc mộng. Đối diện với diệt vong của Hằng Nhạc phái, ông quyết định thử một lần cuối, chỉ sử dụng sắt thường, và trong quá trình đó vô tình rót vào thanh kiếm một sức mạnh huyền bí. Thanh kiếm mang tên Cự Phú ra đời, và khi cầm nó, ông cảm thấy mình thực sự trở thành kiếm hồn trong mộng. Cùng với thanh kiếm, ông đã cứu phái khỏi đại kiếp nạn trước khi mà qua đời, để lại một đạo kiếm quyết với hy vọng hậu thế sẽ tôn trọng và đối xử tử tế với Cự Phú. Vương Lâm, người hiện tại đang tìm kiếm thanh kiếm này, dù sau nhiều nỗ lực vẫn không thu hoạch được gì. Hắn nhận định rằng thanh kiếm có thể đã vỡ nát, thế nhưng vẫn tiếp tục hành trình trở lại luyện hồn tông để hoàn thành các mục tiêu khác. Trên đường đi, hắn gặp không ít trở ngại, thế nhưng mà cuối cùng cũng tới được tông môn, nơi mà hắn phát hiện nhiều điều đã thay đổi. Độn Thiên, một tiền bối trong luyện hồn tông, dù sức khỏe suy yếu vẫn sẵn sàng trao truyền lại những di sản quan trọng cho Vương Lâm, với một điều kiện rằng hắn phải gìn giữ và phát triển luyện hồn tông. Trong cuộc hành trình này, Vương Lâm đối mặt với sự kỳ vọng lớn lao, và Độn Thiên tin tưởng giao choán trọng trách lớn lao liên quan đến sự tồn vong và phát triển của tông môn. Hắn đồng ý với lời đề nghị và cùng với Độn Thiên tiến sâu vào vùng cấm địa để bắt đầu một giai đoạn mới đầy thử thách trong cuộc đời tu tiên của chính mình. Trong khung cảnh đặc trưng của một môn phái tu tiên đầy bá đạo như Luyện Hồn Tông, Vương Lâm đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình đột phá lên anh biến kỳ. Một bước ngoặt giúp tu sĩ đạt được khả năng xung hợp giữa linh lực và thiên lực, trở thành những cường giả thực thụ. Khi mà bước vào nơi tu luyện đặc biệt này, Vương Lâm đối mặt với những bài vị của tiền bối ở trong tông phái và cùng với Độn Thiên thực hiện nghi thức bái lạy, tỏ lòng kính trọng đối với các bậc sư tổ của môn phái. Hành động này không chỉ mang ý nghĩa tôn kính mà còn đánh dấu sự tiếp nối truyền thống, một phần của cốt lõi mà Luyện Hồn Tông luôn duy trì trong quá trình phát triển và tu luyện.
Đôn Thiên với vai trò là một trưởng lão uy danh của Luyện Hồn Tông, thể hiện rõ ràng sự quyết tâm giúp Phương Lâm vượt qua ranh giới anh biến kỳ. Ông kể lại truyền thống lâu đời của tông phái mình, nếu thiếu tiên ngọc loại tài nguyên quý giá giúp tu luyện, họ sẵn sàng sử dụng sức mạnh để cướp đoạt từ những tông phái khác. Đây là một hình thức thể hiện sự hoành hành bá đạo của Luyện Hồn Tông, nơi không ai đụng độ với bất kỳ ai chỉ để đạt được mục đích. Chính Đôn Thiên cũng từng được sư tôn của mình sử dụng thập ức tôn hồn phiên, một bảo vật đáng sợ, để cướp đoạt tiên ngọc từ ba quốc gia tu chân cấp 5, giúp ông đột phá thành công. Để hỗ trợ quá trình hấp thụ tiên lực, Đôn Thiên đưa ra hai khối tiên ngọc lớn mà ông cùng huynh đệ từng kiếm được từ tiên giới. Mặc dù số tiên ngọc này không phải là nhiều, thế nhưng mà đủ để khởi đầu quá trình hấp thụ tiên lực của Vương Lâm. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống giữa hai khối tiên ngọc và bắt đầu quá trình thu nạp hấp thụ, một trong những kỹ thuật cơ bản giúp hắn tập trung tiên lực vào cơ thể, biến nó thành nguồn năng lượng để đột phá. Hai khối tiên ngọc tỏa ra tiên lực mạnh mẽ, Vương Lâm như là một cơn vòi rồng, liên tục hút tiên lực này qua từng lỗ chân lông. Tiên lực dưới dạng khí trắng đậm đặc từ từ tụ lại và hòa vào cơ thể của hắn. Khi mà tiên lực được hấp thu, cơ thể của Vương Lâm không ngừng chuyển hóa nó thành một dạng linh lực mới, mạnh mẽ hơn trước nhiều. Để tăng tốc quá trình hấp thu, Đôn Thiên thiết lập một trận pháp phức tạp bằng cách vung ra 7 cây tiểu kỳ màu trắng. Trận pháp này liên kết với nhau bằng những sợi bạch tuyết bao bọc lấy thân thể của Vương Lâm và gia tăng tốc độ chuyển hóa linh lực. Điều này cho thấy sự tận tâm của Đôn Thiên. Khi mà ông muốn bảo đảm rằng quá trình đột phá của Vương Lâm diễn ra nhanh chóng và thành công, hành động này cũng thể hiện sự hào phóng không keo kiệt với người mà ông đã tin tưởng dìu dắt. Trong quá trình tu luyện, Vương Lâm dần đạt được sự hiểu biết sâu hơn về tiên lực. Anh biến kỳ như Đôn Thiên đã nói, không chỉ đơn giản là sự gia tăng sức mạnh mà còn là bước ngoặt lớn trong việc dung hòa tiên lực vào linh lực. Điều này mở ra cho Vương Lâm cơ hội sử dụng các loại bảo vật chỉ có tiên lực mới kích hoạt được, như là kiếm tiên hay là thần xa, những bảo vật mà trước đây chỉ với linh lực không thể nào phát huy được sức mạnh thực sự. Sau một thời gian dài hấp thu, hai khối tiên ngọc dần cạn kiệt, bề mặt của chúng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi cuối cùng hóa thành tro tàn khi mà tiên lực bị rút cạn hoàn toàn. Lúc này thì một uy áp mạnh mẽ từ cơ thể của Vương Lâm tỏa ra, biểu hiện rõ ràng của sự thăng tiến sức mạnh. Tiên khí bùng lên mạnh mẽ, tạo nên một luồng sức mạnh vô biên, đến mức trận pháp mà Đôn Thiên thiết lập bằng 7 cây tiểu kỳ cũng không thể nào chịu nổi, cuối cùng bị phá tan. Khi mà đứng dậy sau quá trình tu luyện, Vương Lâm nhận ra mình chỉ mới hoàn thành 1/3 chặng đường đột phá anh biến kỳ. Điều này khiến anh hiểu rằng hành trình phía trước vẫn còn dài và đầy thử thách. Đôn Thiên lúc này không chút do dự, quyết định tiếp tục giúp Phương Lâm bằng cách thực hiện truyền thống của tông phái, cướp tiên ngọc. Dù tiên di tộc đang lâm vào chiếm loạn, Đôn Thiên vẫn không hề bận tâm. Đối với ông, việc này không chỉ là giúp đỡ đệ tử mà còn là bảo vệ truyền thống hùng mạnh của Luyện Hồn Tông. Bằng một động tác xé không gian, Đôn Thiên mở ra một lối đi, tạo thành cơn lốc xoáy đen cuộn trào, dẫn đường tới những mục tiêu mới, nơi mà cả hai sẽ tiếp tục hành trình cướp đoạt tiên ngọc. Cả Vương Lâm và Đôn Thiên bước vào không gian đó, rời khỏi Luyện Hồn Tông và xuất hiện trên bầu trời, chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các tông phái khác để cướp đoạt tiên ngọc, tiếp tục con đường đột phá anh biến kỳ. Cảnh tượng này không chỉ nói về sự quyết tâm của Vương Lâm ở trong việc trở thành cường giả, mà còn thể hiện sự táo bạo của Luyện Hồn Tông, một tông phái không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích trong thế giới tu chân đầy khốc liệt. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.